Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức hủy nổ một số lượng lớn bom mìn vật liệu nổ tồn sót sau chiến tranh vừa được tìm thấy. Ngày 20 tháng 5 vừa qua, trong quá trình thi công đào hố rác phục vụ cho quy hoạch nông thôn mới tại cánh đồng cấm thôn An Lâu, xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện, lực lượng thi công đã phát hiện một hố sâu chứa khoảng 208 quả bom mìn đạn còn tồn sót từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương đã trục vớt và hủy nổ an toàn. Lực lượng công binh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ cũng vừa hủy phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, được phát hiện tại đoạn đường thuộc dự án cải tạo, gia cố và nâng cấp đường Âu Cơ, xã Sông Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Lực lượng công binh đã dò tìm và tháo gỡ 4 quả bom bi, một đầu đạn 1-5 ly, 4 quả đạn cối 82, cối 60 và một quả bom 75 kg.